Hello mọi người, sau những bộ phim kịch tính đầy drama gây mệt tim mệt phổi, dạo này già rồi hay sao á mà Bom lại ưa những phim bình dị nhẹ nhàng cơ. Ngoài series Reply 1997, 1994 và 1988 đình đám một thời thì phải kể đến series Playlist gồm có 2 bộ phim Prison Playlist và Hospital Playlist. Hôm nay thì Bom sẽ giới thiệu trước đến cả nhà bộ Hospital Playlist đang hot rần rần trên khắp các bảng xếp hạng Hàn Quốc nha. Biên kịch Lee Woo Jung và đạo diễn Shin Won Ho có vẻ là một cặp đôi hết sức ăn ý. Giống như đàn anh Reply và Prison Playlist, Hospital Playlist có cốt truyện và bối cảnh hết sức bình thường nhưng lại gây ấn tượng cho khán giả nhờ câu chuyện gần gũi chân thật nhưng thú vị của từng nhân vật. Không chỉ tình yêu, phim còn nói về tình bạn, sứ mệnh của bác sĩ hay lý tưởng cá nhân. Khác với những bộ phim bình thường với chỉ 2 nhân vật chính, Hospital Playlist từng gây hoang mang cho khán giả khi trung tâm câu chuyện là cả 5 người bạn thân với những đặc điểm khác người. Gà trống nuôi con Lee Ik Joon hoàn hảo đa tài, che boy nhà nghèo Ahn Jung Won yêu thích trẻ em, giáo sư cáu bẳn Kim Jun Wan ham ăn khó ở, mama boy Yang Seok Hyung thích chơi một mình và nữ quỷ thần Chae Song Hwa tài giỏi nhưng lại điếc âm. Tuy khác khoa nhưng mà cả 5 đều là những bác sĩ yêu nghề, nhiệt huyết và đặc biệt là đều vô cùng tài giỏi trong chuyên môn của mình. Bộ phim bắt đầu khi nhóm bạn thân 20 năm, mỗi đứa đang ở một phương thì được Ahn Jung Won tụ họp lại và cùng làm việc ở bệnh viện Yulje. Mà nói đến việc cả 5 đồng ý đặt bút ký hợp đồng làm chung bệnh viện á, thì nguyên nhân cũng vô cùng là sâu sắc cảm động luôn. 지금 받는 연봉의 2배. 야, 다음부터 그런 거 제일 밑줄 했어. 야, 인주 없냐? 그런 거 지정을 찍어야 되는데. 오무. 오무로 정리가 되지. Đây chuẩn là con nhà người ta trong truyền thuyết, được gọi là thiên tài, anh chàng là thủ khoa đầu vào và cả đầu ra trường y danh giá, đồng thời tiện thể duy trì luôn vị trí số 1 toàn trường. Học hành thì giỏi là thế nhưng mà vẫn không bao giờ bỏ lỡ những thú vui bên lề. Một số tài lẻ có thể kể sơ sơ như là guitar, ca hát, thậm chí là game. Thời sinh viên á, còn night club tẹt ga, dường như không có gì chàng không làm được và còn làm xuất sắc. Là bác sĩ khoa gan mật tụy, bên cạnh sự tài giỏi, Ik Joon còn là người hài hước và biết cách tạo bầu không khí. Ik Joon có ưu điểm cực lớn là thấu hiểu và đồng cảm với mọi người, từ sự vất vả của đồng nghiệp đến nỗi đau của bệnh nhân, hay quan tâm chăm sóc chu đáo những người xung quanh. Cuộc sống anh chàng luôn luôn bận rộn và huyên náo, nhờ thế mà từ cấp trên đến cấp dưới, bệnh nhân đến đồng nghiệp, cùng khoa thậm chí khác khoa đều yêu thích anh chàng. Sự nhạy bén và thoải mái bẩm sinh của anh chính là điểm thu hút khán giả. Chưa kể là do chú idol Cho Trần Sốt đẹp trai của Bom đóng nữa thì khán giả càng đổ ầm ầm. Tính cách của Ik Joon y chang như Trần Sốt vậy á, cho nên là cảm giác vô cùng chân thật luôn. Nhân đây thì ai chưa xem video giới thiệu Cho Trần Sốt thì xem ngay đi nha, cứ để người ta phải dục là sao ta. Từ công việc ở bệnh viện đến chăm sóc con trai cục cưng bảo bối Woochoo, Ik Joon tự mình đảm đương tất cả sau khi vợ đi du học. Khó khăn đầu đời của anh chàng cũng chính là ly hôn. Là bác sĩ nhi, Jung Won nổi tiếng vì tốt bụng như Bồ Tát. Là con út một gia đình tài phiệt, anh chàng hay quyên góp tiền cho bệnh nhân nghèo với biệt danh ông chú chân dài ẩn danh. Che bao nhà người ta, xe sang, đồ hiệu, anh hùng cứu mỹ nhân. Che bao nhà này đã nghèo túng không có nổi mấy đồng trong tài khoản, phải ở ké nhà bản thân thì chớ lại còn keo kiệt và không ăn được cay. 야, 햄버거 시키지. 안 매운 거 1단계 그냥 처 먹어. Trong khoa nhi, nơi mà đầu óc luôn luôn mệt mỏi hơn cơ thể, thì sự tốt bụng như thiên sứ của Jung Won như một niềm hy vọng an ủi cho mọi người. Từ bệnh nhân, người giám hộ đến đồng nghiệp, anh chàng chưa từng nổi nóng lần nào. Bản tính hay cằn nhằn có gắt mè nheo chỉ được lộ ra khi ở cạnh 4 đứa bạn tâm giao. Người ngoài nhìn vào á, tưởng anh chàng tốt bụng, ai dè hóa ra tốt thật. Anh là người có trái tim vô cùng nhạy cảm, dù mắc một sai lầm nhỏ hay là khi tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu á, là Jung Won sẽ dằn vặt bản thân rất nhiều. Ngược lại, chỉ cần được bệnh nhân cảm ơn hay là khen ngợi, chàng lại có thể vui vẻ cả ngày. Đến nỗi 4 đứa bạn chỉ cần nhìn sắc mặt Jung Won là biết luôn tình trạng bệnh nhân ngày hôm đó. Chỉ khổ mình cả. Có 2 ông anh thì làm linh mục. Hai bà chị cũng làm nữ tu nốt. Anh chàng luôn bị dằn vặt giữa tiếng gọi của Chúa và mục tiêu làm bác sĩ. Khác với mấy thằng bạn hiền như cục đất, Jun Wan là đồ nóng tính chính hiệu, không chỉ là ác ma trong mắt bệnh nhân. Anh chàng còn làm hậu bối sợ hết hồn khi quát thẳng mặt nếu có bất kỳ sai sót gì. Tuy vậy thì nụ cười đầy hạnh phúc khi thấy trái tim bệnh nhân đập trở lại, nhận ra tâm trạng thật sự giấu sau gương mặt vô cảm của người mẹ trẻ con, lập tức xin viện trợ cho bệnh nhân nghèo. Hay là giải cấp dưới không bao giờ được bỏ rơi người bệnh, vân vân. Tất cả điều đó đều thể hiện Jun Wan là một bác sĩ nhiều kinh nghiệm và có lương tâm với nghề. Một ngày đẹp trời thì anh chàng khó tính có bản rơi vào lưới tình với Ik Joon, em gái thằng bạn thân Ik Joon, và quay ngoắt 360 độ, trở thành một người đàn ông ngọt ngào lãng mạn. Bom rất là tò mò phần 2 cặp bạn thân này sẽ như thế nào khi chuyện hẹn hò với em gái lộ ra. Dám cá là cả hai sẽ ngừng nói chuyện mà lao vào nắm đầu nhau luôn. Khác với mấy thằng bạn thì bác sĩ sản khoa Seok Hyung là một người thích ở một mình, sống ẩn dật và khó nắm bắt. Từ cách nói chuyện, biểu cảm đến hành động thì anh chàng có vẻ là người không hòa đồng mấy với xã hội. Tuy vậy thì Seok Hyung lại rất dễ hài lòng với cuộc sống của mình. Chỉ cần một chiếc điện thoại và chương trình truyền hình thực tế Tân Tây Du Ký là anh chàng đã có thể cười một mình như dở hơi cả ngày rồi. Khác với vẻ ngoài rụt rè cục mịch thì Seok Hyung là một bác sĩ vô cùng tài năng và có tính cách tỉ mỉ, thấu hiểu và quan tâm đến cả tâm lý của bệnh nhân và cấp dưới nữa. Không mấy bất ngờ khi khoa sản của chàng lại luôn chật ních người đến khám. Mà giỏi thế thôi chứ ở nhà anh chàng là một mama boy chính hiệu luôn. 40 tuổi rồi nhưng mà vẫn sống cùng mẹ. Cô một cô hai vẫn là mẹ. Lý do là gì á thì mời các bạn xem phim nha. Cuộc đời của Seok Hyung dường như buồn hơn các bạn, dù gia cảnh khá giả nhưng mà luôn cảm thấy hối tiếc. Từ lời tỏ tình đầu tiên không thành với Song Hwa, đến việc cưới vợ vì bố nhưng mà luôn cảm thấy bản thân đem đến tổn thương cho vợ khiến vợ phải rời đi. Luôn cảm thấy có lỗi với người em gái đã từng tự tử của mình hay là mối quan hệ bất hòa của bố mẹ. Điểm sáng duy nhất trong cuộc đời chàng gấu cục mịch này có lẽ là được cùng những người bạn thân của mình tụ tập vui vẻ. Vì thế nên là kể cả khi được Jung Won lấy lương lậu hay là điều kiện ra dụ dỗ anh về bệnh viện làm việc, Seok Hyung không thèm để mắt đến mà chỉ cần cả đám bắt đầu lại ban nhạc thời sinh viên của mình là đủ rồi. 송아는 한마디로 단점이 없어. Là một cô gái tràn đầy sức hút, Song Hwa chính là nữ bác sĩ khoa thần kinh vô cùng tài năng và hòa đồng. Bên cạnh khả năng về chuyên môn thì Song Hwa còn là người kiểm soát rất tốt cuộc sống của mình, được thiên hạ gọi là quỷ thần vì hoàn hảo trong mọi mặt, từ sự nghiệp đến các sở thích cá nhân như là hoạt động nhà thờ, cắm trại hay là tham gia ban nhạc với lũ bạn thân. Dường như cô nàng đã phân thân ra để hoàn thành tốt mọi thứ, là nữ giáo sư duy nhất và là ace của khoa ngoại thần kinh. Nàng đã duy trì cuộc sống chỉ biết mỗi nhà và bệnh viện suốt 10 năm nay. Tuy cứng rắn nhưng ấm áp, Song Hwa là người duy nhất áp đảo được 4 thằng bạn mình. Với bệnh nhân thì cô là bác sĩ đầy tình thương và đáng tin tưởng. Với hậu bối, cô lại là tiền bối đáng kính trọng. Biểu cảm sắc hương dao trên bàn mổ luôn tạo ấn tượng mạnh với các y bác sĩ. Nếu hỏi đâu là điểm khác biệt của Hospital Playlist giữa rừng phim về ngành y thì câu trả lời chính là ban nhạc. Với 3 trên 5 thành viên đều là diễn viên xuất thân từ nhạc kịch, không khó để đoán hầu hết các ca khúc trong phim đều do đích thân các thành viên tham gia thực hiện. Không chỉ khiến các cảnh quay thêm tỏa sáng, những ca khúc trong phim còn trở nên hot rần rần khi các tác phẩm nổi tiếng ngày xưa được đào mộ và nhào nặn qua giọng ca đầy thực lực của 5 diễn viên. Ban đầu, những cảnh quay ban nhạc được tổ sản xuất lên kế hoạch dùng ban nhạc thật để thay thế, rồi lồng tiếng vào cảnh quay giả của các diễn viên. Thế nhưng mà sau một thời gian tập nhạc cũ, nhận thấy 5 người tiếp thu quá nhanh, tiến bộ vèo vèo nên là đoàn phim chơi lớn, quyết định bắt cả 5 chơi thật, quay thật, thu âm thật luôn. Thế là tên gọi Mido and Falason ra đời. Có thể thấy cả 5 đã chật vật đến thế nào trong các clip hậu trường khi luyện tập cho các bản nhạc có độ khó siêu cao như là Canon. Tuy vậy, Mido and Falason vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kết quả như chúng ta thấy đó. Các ca khúc nhạc phim tranh nhau các vị trí top đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Với dàn diễn viên chính đầy thực lực gồm Cho Trần Sốt, Yoo Yeon Suk, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung và Jeon Mi Do cùng dàn diễn viên phụ chất lượng không một lỗ hổng diễn xuất, bộ phim đã khắc họa thành công đời sống của đội ngũ bác sĩ y tá một cách đầy nhẹ nhàng và tinh tế. Bên cạnh đó là tình bạn 20 năm đầy hài hước nhưng chân thành của nhóm 5 bác sĩ tài giỏi nhiệt huyết. Bom rất mong chờ phần 2 của bộ phim này, còn các bạn thì sao? Hẹn gặp lại mọi người ở những số sau nha. Anh nha.